Kết quả sau vòng thứ tư, đội giành được quyền thi đấu ở vòng đặc biệt chúng ta biết đó là Ngẫu Nhiên với 398 điểm. Chúc mừng các bạn. Còn các bạn Tình Cờ, chào các bạn ghi được 154 điểm. Giải thưởng của các bạn nhân lên 10.000 đồng đó là 1.540.000 đồng. Đây là phần thưởng dành cho các bạn sau 4 vòng thi đấu. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn liên quan vui vẻ với số tiền thưởng mà các bạn có được. Chào đội Ngẫu Nhiên, chúc mừng các bạn đã chiến thắng sau 4 vòng thi đấu. Các bạn có 398 điểm, trị giá 3.980.000 đồng, cộng với 1 triệu đồng của đáp án may mắn nữa. Như vậy là hơn 4 triệu đồng, gần 5 triệu đồng rồi nha. 4.980.000 đồng tổng cộng. Chúc mừng các bạn chuẩn bị giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng ở vòng đặc biệt nữa. Chúc các bạn may mắn. Họ đã có power chưa nhé? Tôi có một power. Bạn đã có power chưa? Tôi có một power. Bạn ơi, tôi có một power. Tôi có một power. Chào cả nhà, bạn đã có power chưa? Tôi có một power. Với TV LCD Power, sở hữu công nghệ đỉnh cao không còn là mơ ước xa vời. Toshiba. Toshiba. Vẫn hương vị Milo tuyệt vời. Milo soya mới, năng lượng để bắt đầu ngày mới năng động. Với đậm độ nhanh cùng protomon và sữa, hãy cho buổi sáng đầy năng lượng với Milo soya. Con đã khiến bố nhận ra, điều tuyệt vời nhất của người đàn ông là được làm bố. Nhân ngày của cha, hãy cùng Bobby tham gia ngày hội bố và con ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại chương trình chung sức vòng thi đặc biệt. Ngay sau đây, hai thành viên của đội Ngẫu Nhiên sẽ thi đấu để giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng. Chúng ta cùng chúc hai bạn may mắn. Mời hai bạn. Vòng đặc biệt có 5 câu hỏi, lần lượt hai bạn đều trả lời. Các bạn cố gắng ghi được 200 điểm, giải thưởng sẽ thuộc về đội của các bạn. Và quý vị khán giả đang chờ đợi hai bạn quyết định ai là người trả lời trước. Em là người trả lời trước. Vậy thì bạn đến chỗ hai người đẹp kia chờ đợi. Bạn có thời gian 20 giây để trả lời 5 câu hỏi của vòng đặc biệt. 20 giây bạn hãy nhớ nhé. Trả lời cho nhanh. Gặp câu nào mà không nhanh nổi thì bạn cứ nói cho qua. Nên như thế, đó là quyền của bạn nha. Tận dụng thời gian bằng cách khi gặp câu lúng túng mà nói cho qua. Và tôi sẽ đọc lại câu cho qua sau khi tôi đọc xong 5 câu và vẫn còn thời gian cho phép. Bạn mà suy nghĩ tí là mất mấy giây, tí là mất mấy giây là 20 giây không kịp đâu nha. Dạ. Đồng đội của bạn sẽ chờ bên trong, sẽ không nghe được câu hỏi và câu trả lời nào ở ngoài đây cả. Đó là những gì mà bạn cần biết và bây giờ bạn chuẩn bị trả lời này. 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được đếm sau khi tôi đọc dứt câu thứ nhất. Ngoài mưa phùn, hãy kể tên một trạng thái mưa thường có ở nước ta và bạn biết. Mưa dầm. Ít vận động, ăn uống thất thường thì dễ mắc bệnh gì? Bệnh béo phì. Bạn thường nghe nói bí quyết để sống khỏe, sống lâu là gì? Sống lạc quan. Bạn có thể dùng tính từ nào để diễn tả cung bậc của tình yêu? Cháy bỏng. Kể tên một căn bệnh mà nguyên nhân có thể do hút thuốc lá? Ung thư phổi. Chúc mừng bạn đã trả lời rất là nhanh và bây giờ chúng ta quay lại xem kết quả như thế nào. Bạn nghĩ là bạn sẽ ghi được bao nhiêu điểm trong 5 câu trả lời của mình? Em hy vọng là sẽ hơn 100 để cho bạn của em nhẹ một chút. Chúc bạn đạt được điều đó và đây là câu thứ nhất. Ngoài mưa phùn, hãy kể tên một trạng thái mưa thường có ở nước ta. Bạn nói là mưa dầm. Khảo sát 26 điểm. Đây là số điểm khá cao đấy bạn. Câu thứ hai, ít vận động, ăn uống thất thường thì dễ mắc bệnh gì? Bạn trả lời là bệnh béo phì. Bạn biết điểm ngay nhé. Dạ. Bán điểm cho tôi biết bao nhiêu người đồng tình. 35 điểm. Rất là tuyệt. Câu thứ ba, bạn thường nghe nói đến bí quyết để sống lâu, sống khỏe là gì? Bạn trả lời là sống lạc quan thì sẽ sống khỏe, sống lâu. Bán điểm bao nhiêu người đồng tình?
Có 9 người trả lời giống như bạn trong câu hỏi này. Và câu thứ tư, bạn có thể dùng tính từ nào để diễn tả cung bậc của tình yêu? Bạn trả lời là cháy bỏng. Còn nó cháy cỡ nào và bao nhiêu người cháy như thế nào? 28 điểm, rất là tuyệt. À, 4 câu thôi mà bạn đã có 98 điểm rồi. Thành ra điều mà bạn mong lúc bắt đầu xem kết quả thì điều này đang trở thành sự thật. Yeah. Bạn đã ghi được một số điểm tương đối khá. Một căn bệnh mà nguyên nhân có thể do hút thuốc lá là gì? Bạn trả lời là ung thư phổi. Và điểm nó là 29 điểm. Bạn thật là tuyệt vời. Điều mà bạn mong muốn đã có, đã diễn là đã trở thành sự thật. Bạn ghi được 127 điểm, còn lại 73 điểm, rất là nhẹ nhàng cho đồng đội mình. Mời bạn trở về vị trí. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn Lan Trung. Bạn cảm thấy như thế nào? Ù tai. Ù tai. Bạn bình tĩnh nha. Giờ bạn bình tĩnh, bởi vì bạn đang có một ưu thế. Đồng đội của bạn đang tạo ra cho bạn một lợi thế rất là thuận lợi để bạn tiếp tục. Bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn trong 25 giây với một yêu cầu là không được trả lời trùng ý hay trùng đáp án của đồng đội mình. Nếu bạn trả lời trùng ý hoặc trùng đáp án thì bạn sẽ nghe tín hiệu này này. Tín hiệu đó báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận, bạn phải thay nhanh đáp án khác hoặc là bạn nói cho qua, bỏ qua cái đáp án đó đi để tôi sẽ đọc lại sau khi tôi đọc 5 câu và thời gian chưa hết. Bạn mà suy nghĩ thêm là bạn không kịp thời gian để bạn trả lời 5 câu rồi nhé. À, sẵn sàng chưa bạn? Sẵn sàng. Thời gian tôi đọc câu thứ nhất không tính. Hãy nhớ nha. Thời gian tôi đọc câu thứ nhất không tính. 25 giây chỉ bắt đầu được đếm sau khi tôi đọc xong câu thứ nhất. Ngoài mưa phùn, hãy kể tên một trạng thái mưa thường có ở nước ta mà bạn biết. Mưa bụi. Ít vận động, ăn uống thất thường thì dễ mắc bệnh gì? Đau bao tử. Bạn thường nghe nói bí quyết để sống khỏe sống lâu là gì? Ăn uống điều độ. Bạn có thể dùng tính từ nào để diễn tả cung bậc của tình yêu? Nồng nàn. Hãy kể tên một căn bệnh mà nguyên nhân có thể do hút thuốc lá. Ung thư. Viêm họng. Rất là tuyệt, bạn trả lời rất nhanh nha. Và bây giờ chúng ta quay lại xem giải thưởng có thuộc về các bạn hay không nào. Hồi nãy tôi đã nói là đồng đội của bạn đã tạo cho bạn một cái điều kiện rất là dễ chịu khi bạn thực hiện tiếp tục, bởi vì còn 73 điểm nữa thôi. À, bạn trả lời rất hay. Các bạn hãy nuôi hy vọng đi nhé. Ngoài mưa phùn, hãy kể tên một trạng thái mưa thường có ở nước ta. Bạn đã nói đó là mưa. Mưa bụi. À, mưa dầm, mưa bụi, mưa phùn. Mưa bụi có bao nhiêu người đồng tình? Bạn điểm 14 điểm. Rất khá. Đồng đội bạn trả lời được 26 điểm, đó là đáp án mưa dầm. Còn đáp án được nhiều người đồng tình nhất đó là mưa rào với 34 điểm. Câu thứ hai, ít vận động, ăn uống thất thường thì dễ mắc bệnh gì? Bạn trả lời là bệnh đau bao tử. Bạn điểm cho tôi biết có bao nhiêu người đồng tình với đáp án này? 21 người đồng tình với bạn. Cả hai bạn đều ghi điểm khá cao. Đồng đội của bạn đã trả lời đáp án có nhiều người đồng tình nhất đó là béo phì, 35 điểm. Câu thứ 3. Bạn thường nghe nói bí quyết để sống khỏe, sống lâu là gì? Bạn trả lời là ăn uống điều độ. Đồng đội của bạn trả lời là sống lạc quan, đó là một yếu tố tinh thần thì cũng giúp cho chúng ta có thể sống khỏe, sống lâu được. Có 9 người đồng tình như thế, còn bạn, bạn xem có bao nhiêu người đồng tình với bạn. Việc ăn uống điều độ rất tốt cho sức khỏe và khảo sát. 14 điểm. Số điểm cao nhất dành cho câu hỏi này là tập thể dục thể thao, có 39 người trả lời như thế. Còn 24 điểm với 2 câu trả lời. Sự hy vọng vẫn tràn đầy. Dạ. Không? Câu thứ tư. Bạn có thể dùng tính từ nào để diễn tả cung bậc của tình yêu? Bạn trả lời là nồng nàn. Nồng nàn. Bạn nghĩ rằng đáp án của bạn có bao nhiêu người đồng tình với bạn? Có nghĩa là bao nhiêu người cảm thấy nồng nàn? Thế em nghĩ đó là 15 người. 15 người, sao bạn khiêm tốn quá vậy? Bạn cần bao nhiêu điểm nữa? Cần 24 điểm nữa. Bạn dành một số điểm còn lại để dành cho câu hỏi thứ 5 phải không? Dạ. Rồi bạn xem nhé. Đáp án nồng nàn. Bạn điểm cho tôi biết
Bao nhiêu người đồng tình?